Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua XDS RX 310, một dòng xe đạp thể thao giá rẻ, cấu hình cao và được trang bị bộ chuyển động group Shimano Grazit bánh 700C không nhôm. Toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Thương hiệu XDS rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Với thương hiệu mới nổi lên về những chiếc xe đạp mà cấu hình cao và giá cả thì rất là rẻ. Thì đây là một chiếc XDS RX 310 đang bán tại cảng, mức giá thì còn là 6 triệu 800, mà đổi lại thì các bác được một chiếc xe cấu hình Shimano Grazit rất là ngon, gần như là cấu hình ngon nhất trong cái tầm giá bộ Grazit và phanh đĩa, thì cả phanh đĩa như Joytech bánh 700C không nhôm, toàn bộ là sơn nguyên bản hết. Do xe đã qua quá trình sử dụng và xe bãi nhập về nên là xuất hiện những cái vết xước, xước sơn, những vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì nó còn tương đối là mới và đẹp. Cái tông màu cũng rất là đẹp, tông màu xanh phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Dây thì chạy hết âm sườn này. Thiết kế rất là thời thượng, dây mới này. Mức giá rất là rẻ. Tay lắc cũng được trang bị, tay lắc là Grazit, Shimano Grazit hai bên. Bánh trước được tích hợp phanh đĩa và dây thì cũng được chạy âm luôn, chạy âm vào càng luôn. Toàn bộ là nguyên bản hết. Joytech. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cục yên là 40, tâm trục đạp đến khóa yên. Vâng. Là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Trang bị bộ líp 8 tầng líp và 2 tầng đĩa, còn 16 độ khác nhau. Hoạt động rất mượt mà lên xuống, nhẹ nhàng. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6 triệu 800, một cái mức giá nó rất là rẻ cho các bác mà đang muốn tìm kiếm một chiếc xe đạp đua, đổi gió sang dòng đua và đi thử. Thì đây là một chiếc xe đạp mà rất là hợp lý các bác. Giá chỉ có 6 triệu 800, mà các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.